Doãn Quốc Đam bất lực vì liên tục bị lôi vào vụ của Hồng Đăng, quỳ lại và cầu xin cộng đồng mạng một điều. Sau khi diễn viên Hồng Đăng bị réo tên vào vụ ồn ào của hai sao nam ở Tây Ban Nha, nhiều đồng nghiệp đóng chung với anh cũng bị liên lụy khi bị cư dân mạng hỏi thăm làm phiền. Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở thành hai cái tên được nhắc đến nhiều trong những ngày qua. Cả hai bị nghi ngờ vướng vào bê bối tại Tây Ban Nha. Điều đáng nói, đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng, nhưng đã có rất nhiều đồng nghiệp của họ bị cư dân mạng làm phiền. Trong khi nhiều diễn viên đang tham gia chung phim với Hồng Đăng như Lan Phương, Huyền Ly Di không trả lời khi bị làm phiền, thì nam diễn viên Doãn Quốc Đam có phản ứng khá gay gắt. Cụ thể, khi được một cư dân mạng hỏi việc có đi châu Âu không, nam diễn viên lập tức đáp trả: "Em ơi, người ta không động tới em thì cũng đừng nên động vào người ta lúc cơ quan chức năng chưa công bố. Chưa cái gì rõ ràng thì đừng phiến diện vội em ạ, dìm người khác xuống cũng không làm mình tăng lên được cái gì đâu em. Không nên tỉa mặc dù việc này chả liên quan gì tới anh." Hay trước câu hỏi, "Anh không đi cùng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh ạ", nam diễn viên cũng không ngại phân bua rõ ràng: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Em đang quy chụp rằng tất cả nghệ sĩ ai cũng giống ai đúng không? Vậy thì ta lại chơi bài toán công bằng nhé. Trước đây anh nghe được mấy người cổ hủ nói xâm trổ toàn mất dạy. Anh phản pháo ngay, không phải ai xâm trổ cũng như mọi người nghĩ. Thậm chí còn rất tốt và đàng hoàng. Nhưng khi em comment câu này thì anh bắt đầu lại thấy những người cổ hủ kia nói đúng thật. Em vơ đũa chung nghệ sĩ thì anh cũng vơ đũa luôn với Tato Chăng. Mọi việc chưa sáng tỏ, cơ quan chức năng chưa có văn bản chính thức. Tại sao lại có thể miệt thị như vậy được nhỉ? Cộng đồng mạng vẫn đang chỉ là lời nói không có bằng chứng. Còn khi sáng tỏ, ai sai người đó chịu, chứ không nên quy chụp ngay lúc này." Tuy nhiên, dù đã giải thích rõ như vậy, nhưng anh vẫn liên tục bị làm phiền liên tục. Mới đây, dưới một bài đăng trên trang cá nhân của mình vào ngày 10 tháng 7, Doãn Quốc Đam đã thể hiện sự mệt mỏi khi nhiều người vẫn thả bình luận hỏi nam diễn viên Thương Ngày Nắng Về đã đi Tây Ban Nha chưa. Thậm chí, nam diễn viên còn thả ảnh chụp màn hình bình luận này và cầu xin đừng làm phiền. "Làm ơn, tôi cầu xin, tôi quỳ lại, tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi nữa." Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên nên chặn những tài khoản có bình luận vô duyên và không cần quá chú tâm, vì càng phản ứng, những người này lại càng làm tới. Một số bình luận khuyên nam diễn viên hãy mặc kệ những bình luận làm phiền. "Kệ đi anh đẹp trai tài giỏi, người ta ghen ăn tức ở. Anh cứ coi như bình thường như cơm bữa thôi, không phải chú ý làm gì. Chặn luôn những con người đấy đi anh, quá là bức xúc mà." "Kệ nó đi sếp, sếp bịt miệng thiên hạ làm sao được. Sếp càng tỏ ra thấy phiền, họ lại càng treo ngươi." Có thể thấy, lùm xùm liên quan đến nam diễn viên Hồng Đăng khiến nhiều diễn viên đồng nghiệp phải chịu sự tấn công không hề nhẹ của một bộ phận cư dân mạng. Doãn Quốc Đam là một nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh được nhắc đến là một trong những nam diễn viên có nét diễn đa dạng nhất nhì màn ảnh VTV. Không chỉ chịu khó tham gia nhiều vai diễn khác nhau, anh chàng còn không ngại làm xấu bản thân để có thể khắc họa nhân vật một cách chân thật nhất. Những vai diễn ấn tượng của nam diễn viên có thể nhắc đến như vai Mến trong Phố Trong Làng, vai Cảnh trong Quỳnh Búp Bê, hai vai Fodora trong Mê Cung. Trong chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình Xuân Nhâm Dần 2022, Doãn Quốc Đam tiết lộ những điều thú vị về các vai diễn trong năm qua. Trong đó, quá nửa số vai diễn anh đảm nhận là các nhân vật có quá khứ tù tội. Doãn Quốc Đam nói vui, một năm nay may mắn tham gia 5 bộ phim, thế nhưng có tới 3 phim phải đi tù. Trái ngược với những vai diễn có phần thị phi trên màn ảnh, Doãn Quốc Đam lại khá kín tiếng về đời tư của mình. Tuy nhiên, hiện anh đang vô cùng hạnh phúc với tổ ấm bé nhỏ của mình. Nam diễn viên đã kết hôn với bà xã Thu Thảo vào năm 2017, sau hơn 2 năm yêu nhau.